đứng giờ nha. Đi đi lâu quá rồi nè. Kiếm tích tường đi. Rồi rồi đi vô kiếm liệu. Anh em đâu buông ơi. Thấy trên đường nói tao buông tử giọt rồi. Có. Năm tới nữa là mình năm sau là năm thời giáp năm nó phải về hết nha.
cậu ơi. Nhớ nghe nữa. Lên lên lên. Lên lên lên. Thôi đừng khóc. Khóc một rồi à, không có mai mốt ơi. Sao chị nói rồi, chị nói đi. Như bây giờ con cháu nó về mà không lẽ mình buồn mình khóc hoài chứ chính. Ê chứ tao. Chứ tao chứ vậy. Con dính về. Thôi rồi. Dính 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 rồi. Thôi nữa lên, nữa nói luôn. Thôi nói rồi. Nói được rồi. 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 Tại 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 tám chín sáu bên chứ mười chứ ốc anh rồi 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 năm tám năm út đây rồi năm út đây sao phải không nó út thì bà nói à nói vô em lòi hai cây đường đấy rồi ơi chị năm bữa nay đẹp trời ơi trời ơi đây là có con chị hai là chị năm chị cả cửa con chị hai là khác còn không có chị hai đây chị năm là phải chị cả rồi chị năm nói chị năm chị dâu hai dâu đấy là chị năm nay hai má cuối cùng chín chục năm rồi đâu lại này là đời cuối cùng em là con cháu được chính lợi nha đó là ok không lẽ là khóc hoài buồn hoài phải không đúng rồi là ngày mưa này là lên đường lên đường ngoài ngọc ơi một giờ lắm rồi lại lắm một bữa con cháu rồi luôn xong lễ đây nữa có để ai uống nhiều nhất luôn trong đời của tôi hẹn hôm nào đó tới giờ là tôi không có nhiều như vậy rồi bây giờ chưa ngang chị nói xong chưa chưa để tôi hỏi ông nít đi bà chị dâu tôi với bà chị em bạn dâu còn ông là bên ông ở đây người dâu tao nói đó thêm tao hét cái đường chưa tao nó lên bà lớn lên ông lên bà lớn lên ông rồi chị nói xong chưa trận này là nhiều nhất rồi chị nói đi nhiều gì trời từ cỡ cái thiệt luôn cái này là nhiều chị khai chị khai cái nhiều gì nhiều sẽ nói chứ không bây giờ tôi khai chứ không khai gì cái này là cái gì nữa đang chết khai chứ là thường chống phải đó từ hoài đã vợ mà đây người ta không biết mà tự tại nó giờ uống đâu giờ biết rồi rồi bây giờ lên uống được hết đây rồi giờ để tôi nói cho chị nghe chưa có xong mà chị nói cái việc này là xong không có xong nha bây giờ lại tôi rất nhiều tới tối khoảng cỡ chừng 11 giờ tới 12 giờ là gia đình mình họ hồi tụ nữa đó mà tôi không hứa chung là tối nay tới sáng biết là uống nổi không không nổi thì ngồi chơi ngồi chơi không nổi thì ngồi chơi rồi mẹ ngồi chơi nổi không hay là xỉn rồi ngủ muốn gì dữ mà muốn gì dữ cả muốn gì dữ cả mà vào ngủ cứ ngủ chị theo má gì ngủ kiểu dạ cái đó là không được không nên mấy giây chị nó ngủ mà ngủ tiếng hơn thôi chị Năm mẹ con chưa có cháu nội mà ngủ một tiếng thôi một tiếng hơn còn đây tới đâu sớm hoài luôn sáu bảy tiếng đồng hồ mà chị nó đi ngủ không à ngủ tiếng được giờ đó ăn bầu lớn rồi được được mà vào tối uống rượu nha không bia cái người ngoài ra nói nó còn mà má nó chết chứ bà ngoại với bà nội chết nó mừng lắm sao nó bia dữ vậy trời thôi hả em nói cho nghe có khách thì cứ tiếp chừng nào ta về mẹ chân rồi còn dân nhà đúng rồi dân nhà nó xem rượu lặn nước mắt nó chảy là gì hồi đêm hôm có hai ba mạng nước mắt chảy rồi không được không có cách gì ông uống rượu hả chị con uống rượu sớm giờ nó ngủ khác uống rượu khác bia đó không cái gì mà không qua đậu đó còn cái mạng nào nó mà cái nổi nó
Má chết rồi, tụi mừng nữa nè. Sáu hộ nè, sáu có chưa nè. Chị Lý, chị Lý, chị Lý, chị Lý, chị Lý. Bài vợ chồng tôi chết có tôi mừng đó. Bởi vì tôi không chở ông đi nữa. Tụi mày chở xuống ông sai tôi không à. Chở xuống chứ rồi nó còn khổ rồi. Thì ông mặn đi, ông cũng sai tao nữa. Rồi giờ nó thẳng luôn đó. Nó thẳng luôn đó. Thẳng luôn á. Mày nghỉ chơi ông đó. Nghỉ chơi luôn. Nghỉ rồi. Tào lao. Tụi chết nha. Tào lao. Bây giờ nó thẳng luôn đó. Tào lao biết tao. Ôi tào lao biết tao. Yeah, okay.